Với vai trò của mình, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Ninh Bình đã triển khai thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an thành phố đã xây dựng chương trình về kiểm tra giám sát toàn khóa, đồng thời tổ chức quán triệt triển khai tới 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã cụ thể hóa nội dung và hình thức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo phù hợp và theo phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm. Hàng năm thì Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố là thực hiện từ 2 đến 3 cuộc kiểm tra giám sát và tập trung vào các cái chi bộ nhạy cảm có thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân rồi là đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì chúng tôi quán triệt rất là cụ thể về tư thế, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc làm việc với quần chúng nhân dân, đồng thời là chấn chỉnh nhắc nhở anh em về quy trình công tác, quy trình thực hiện công tác. Cái vấn đề thứ hai là một số bộ phận khu tiếp dân là chúng tôi chủ động lắp đặt cái hệ thống camera để giám sát anh em cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra giám sát đã góp phần giúp các chi bộ chủ động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Là một đơn vị có cái chức năng nhiệm vụ rất rộng trên nhiều mảng, đặc biệt là liên quan đến công tác hậu cần, công tác tài chính và công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại tố cáo. Thì việc kiểm tra giám sát của Đảng ủy cấp trên đối với chi bộ là hết sức quan trọng, giúp cho chi bộ rút kinh nghiệm sau mỗi nhiệm vụ công tác cụ thể theo từng tháng, từng quý và từng năm, cũng như là định hướng các cái mặt công tác để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cái mặt công tác của chi bộ. Với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.